Kìa, em ăn đi, bát chanh cho em này. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Cái con bún bò này là anh ăn mấy chục năm rồi đấy. Dạ vâng ạ, em mời anh ăn này. Rồi cái này cầm tay gặp nó mới ngon em ơi. Ôi dạ thôi, hay thôi anh ăn đi, em ăn no ở nhà rồi á. À, thế à, đây anh xin nhá. Ui. Anh ơi, thế bây giờ bọn mình ăn xong thì đi đâu nữa ạ? Anh là anh thấy thanh niên bọn em thích đi tô tượng đúng không? Đúng rồi ạ, sao anh biết? Trời ơi, chuyện gì anh chả biết. Anh ngày xưa vô địch giải học sinh thanh lịch thôn đấy. Thật ạ, thế bây giờ bọn mình đi luôn nha anh nhá. Ủa anh ơi, ý anh bảo tô tượng là tô tượng này á? Ừ đúng rồi, em chả bảo là em thích tô tượng còn gì nữa. Đầy tượng đầy cho em, muốn tô con nào cũng được nhá. Giời ạ, thế này bảo sao 50 tuổi chưa có mối tình đầu là đúng rồi đấy. Anh thích thì anh ở đây mà tô đi, tôi đi về đây. Ơ kìa em ơi, thế còn tiền ăn bún em chưa trả anh em ơi. Mình tinh tế lịch sự thế mà còn không ưng nữa. Sao rồi, hai đứa đã ưng nhau chưa? Để chiều nay bác sang bảo mẹ nó, rồi mai tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn. Cháu cũng chả rõ như thế nào nữa, rõ ràng là cháu đưa đi ăn, đi tô tượng rồi. Thế mà đùng đùng tự nhiên lại bỏ về. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là cháu bác nhìn đẹp trai phong độ thế này cơ mà.